Sunny. Đi khai trương thôi mà mặc đồ đẹp vậy. Ủa, đồ này đẹp hả? Trong công ty mình thì đã ba người mở quán. Trước đó là anh Bill mở quán bánh mì, tiếp đến là Linh Ngọc Đàm mở quán cà phê. Và ngày hôm nay thì tụi mình sẽ đến khai trương quán cà phê của Mithy. Thì bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau qua bển thử coi khám phá quán cà phê của Mithy xinh đẹp, lung linh và đồ ăn ngon như thế nào nha. Còn bây giờ các bạn hãy theo chân mình. Em biết là cái đồ này em mua lâu lắm rồi, vậy mà có dịp để đi mặc không? Khánh, thường thường nếu mà em đi khai trương á, em tặng quà gì cho bạn? Sẽ tặng hoa. Tặng hoa? Tại sao? Biết nữa, thấy khai trương là hay tặng hoa. Anh suy nghĩ khác mọi người. Tại vì anh suy nghĩ là mọi người người ta tặng hoa quá nhiều rồi, bây giờ mình tặng hoa nữa để làm gì? Nên là anh đã bí mật chuẩn bị một món quà khác. Các bạn ơi, hiện tại là mình đang ở trên một chiếc xe Grab và bây giờ mình đang về nhà ba mẹ để lấy một cái giỏ quà. À, đi chung với mình thì bên đây là có Khánh và phía trên là có Duy. À, bốn người tụi mình sẽ qua dự khai trương của quán Mithy. Mèo. Gì vậy? Ba có gửi con giỏ quà không? Có. Rồi, cảm ơn Mèo. Ghi tên luôn rồi đó. Bà Nana chúc mừng Mithy khai trương hồng phát. Ok, đúng rồi. Đang rất là đông, mọi người đang ở dưới. Để một tí mình sẽ đi vòng vòng qua cho các bạn xem. Ở đây có một tầng để chơi gấp thú. Nghe tiếng hai giống hết người ta. Này đụng hàng, gửi quà cho em. Đúng rồi, tại vì anh nghĩ là ai cũng tặng hoa, nên em tặng con mèo. Ai tặng cái này cũng nói câu đó hết. Em có bốn câu rồi đó. Vậy là chị có hoa không? Thôi, em hoa đủ rồi. Em nhìn lại mèo quá. Anh lên trước nha, có gì em nhìn sau. Ok. Hello mọi người. Wow, có ba tầng luôn, rất là rộng. Xếp qua, xếp qua. Xếp tới. Các bạn ơi, nãy giờ mình vô tới quán thì rất là đông. Bây giờ sau nửa tiếng thì mình mới có thể xuống order được. Mà không biết là giờ có order được không? Cho anh một trà xanh đá xay. Đi lấy mì, tự làm mì. Ở đây mình tự làm được luôn. Chú biết mì vô, em chỉ chú nha. Đây, chú quay clip đúng không? Đây, em chỉ anh cho. Anh cứ đổi vô đi xong rồi anh quét code. Quét code nào em? Bằng cái mã kia hả? Đây nè, đây nè, nó có cái code ở trên đó. Ui, hay vậy? Đó, anh để vô đây. Nhanh lắm, người ta cút kinh. Là... nó chạy trong vòng 3 phút hả? Dạ, nó chạy đủ nước của cái này thôi. Nước sôi hả? Nước dạ, gì em? Nước bình thường rồi nó mới nấu lên. Ai là cái này tự nấu hả? Đúng rồi, cái này tự nấu. Ý, mình có cần bỏ chả cá vô luôn không chờ em? Xíu nó hơi sôi lên xíu là anh bỏ vô. Không. Ủa vậy? Nhưng mà cái này là miếng giấy mà. Làm sao bếp từ có thể nóng được giấy? Ôi mà anh đừng có tìm hiểu về khoa học nữa, em có biết đâu mà anh tìm hiểu. Này quá. Anh hỏi em không biết trả lời luôn. Không, không biết nói sao luôn á. Các bạn ơi, mình thấy công nghệ này thiệt sự là rất là ngộ luôn. Lần đầu tiên trải nghiệm. Giờ đập trứng vô đúng không? Một phút. Không phải giờ anh đập không được. Anh biết đập không? Mất cái bình rồi đó. Một phút. Rồi. Hay quá nha. Rồi anh rác ở dưới đây. Đang đi qua đây đủ muỗng ở đây luôn. Đây có giấy luôn. Ở trên mỗi tầng là có đủ muỗng với giấy luôn. Nếu lỡ nhưng mà anh để hơi rồi. Nước tí bưng ra, anh còn giữ cái rung không? Không, bạn có kêu không cần rung à. Kêu anh đứng ở đây là được. Ủa sao em có cái chế độ hay thế rồi? Hiểu sao anh chuối hết rồi nha. Từ rung. Yeah, cái chế độ này hay à. Các bạn ơi, lần đầu tiên mình biết là có cái máy này. Ừ. Tự nấu mì, tự làm hết mọi thứ luôn. Cái này là lạ. Các bạn ơi, cuối cùng thì đồ ăn của mình cũng đã tới rồi. Nãy giờ chờ mọi người quay clip chẳng hạn như Chris nên đồ ăn nguội nên mình mới làm một cái phần khác. Thì đây là một cái phần mì phô mai, ở trên là có chả cá và có nấm kim châm của bà Sunny thích. Cộng đây là trứng nữa. Và bây giờ chắc là tụi mình sẽ ăn thử nha. Nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn.
Mấy bên đây là có hai ly nước. Mình thấy là ly nước thiết kế rất là cute, thành nguyên cái logo Mid Menu. Mid Menu rất là dễ thương. Thì đây là ly Oolong Macchiato. Và đây là trà xanh. Trà xanh đá xay. Ngon. Em ăn gì? Đừng nói em ăn nấm không nha, không ăn mì. Ở đây kiểu ăn nó rất là lạ luôn, mà cách chế biến cũng lạ. Biết không? Theo style Hàn Quốc mà. Nó giống như là mấy cửa hàng tiện lợi anh. Đúng rồi. Ăn thử cái cục này nha, cục này là bánh gà chiên. Bên trong là có rau củ nè, nấm nè, thịt gà, bên ngoài là một lớp bột chiên giòn. Ăn vị cũng rất là ok. Nhà Mỹ đây chọn ngon nha. Ăn xong mình xuống chơi gấp thú. Ở dưới nãy em thấy có một cái phòng. Đúng rồi. Chuyên để gấp thú luôn. Phòng nó dễ thương lắm nè. Nãy giờ mình thấy là biết bao nhiêu người đang đứng ở đó bỏ tiền vô gấp thú. Ơi chết, tôi không có tiền mặt. Em bỏ anh vô gấp luôn. Ở đây quán mình thiết kế, mình thấy thiết kế rất là xinh luôn. Chọn hai tông màu chủ yếu là hồng và màu xanh pastel. Còn đây là một cái logo nè. Đó, mình nghĩ là quán này chắc phải phong cách giống như là chuyên về mì, thiết kế là hình Bích Thi đang ăn một cái tô mì với một cái ly nước. Rất là nhiều góc sống ảo, chẳng hạn như góc ở này nè, xanh đỏ tím hồng gì đó, dẫn các bạn cũng có thể chụp hình. Và những cái phòng khác có những cái view khác luôn. Nhầm nhầm. Biết nóng mì thơm mùi phô mai. Mà anh vẫn thắc mắc là làm sao cái lò bếp từ đó có thể làm nóng được cái này hơi thiệt. Cái này á, bên trong nó là một cái gì chứ không phải là giấy. Kiểu ấy nó thể làm nóng được đồ ăn chứ không phải là giấy không. Các bạn nhớ like, subscribe cho chuối nha. Cảm ơn nhiều. 70 với 30 đúng không? Là 100. 100 chắc chơi được mấy lượt á. Trời ơi, 7 gấp thú chứ 7. Trời ơi, đang gấp. Đang gấp dữ dội dưới sách. Ok. Nãy giờ mình nghe thì ở dưới gấp thú rất là đông. Và bây giờ mình sẽ vào trong khám phá coi có bao nhiêu người đang gấp thú. Tưởng hay 10.000 một lượt. Bây giờ làm mình được 10 lượt rồi em. 5 tặng 1. Làm gì vậy? Đó là chiêu gì bùa ngải gì vậy? Ủa thì nó chỉ vậy đó. Nếu mà em gấp mẹ luôn là được rồi đó. Wow! Nghĩa là quán này chắc chắc mở ngày đầu tiên là hết thú á. Mới thêm vô đó anh. Ủa nó hết thú thì dẫn lời mà chuối. Lời chán. Thử mà em. Thử. Bỏ tiền vô thử. Lên này kìa. Ồ, mua 5 tặng 1. Nhớ làm bùa nha. Bùa ngải gì? Nhất nè. Vô. Này thì dễ. Em không nên là xấu rồi, em không được con nào. Game khó rồi. Game khó quá. Khó rồi. Còn tiền không? Chơi 50 nữa mà không được nữa là xác định nha. Giờ chơi 50 không được rồi, cầm mấy này về được không ta? Ôi, dán băng keo rồi. Dán băng keo hết rồi. Nhiều đó. Chơi máy mini đi em chứ. Ờ, máy gấp thú mini. Ơi, cái này gấp được luôn hả? Sáng giờ 7 gấp được con nào không? Xịn nha. Để xoay người gấp giùm. Được luôn. Ra con mèo nhưng mà hơi biến thái. Mèo biến thái. Chị Tiếp Vy ơi, nãy chị nói chị gấp được 4 con đúng không? Cho em mượn bàn tay vàng của chị đi. Em gấp nãy giờ 8 lần rồi không được. Không mà em gấp hết bao nhiêu mới được 4 con? 500 ngàn. 5 con. Được 5 con. Giờ xác suất là 100 ngàn là được 1 con. Ôi. Ủa sao gấp được 2 con lên cùng lúc vậy? Tưởng được 2 con chứ. Nhập ra trong tim quá. Nhìn vô đây nè. Wow. Được. Tụi mình sẽ chơi gấp thú level mini các bạn ạ. Hết tiền luôn rồi. Bóp mình đâu còn tiền gì đâu. Nhà mình còn gì đâu. À, bấm xe đi về nè. Ok, đi về. Các bạn ơi, mình thấy cái cửa quán của Mid Menu có một điều rất là đặc biệt. Giống như ở đây các bạn có một cái... Oh no. Xin lỗi nha, hy vọng là Mid Thi không có xem được cái đoạn này.
À, xe tới rồi, chúng ta lên xe đi về thôi. Đi ra. Đâu, anh tự giống như game điện tử. Không sao đâu em, không sao đâu.